Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3871, Bất Tử Đế Quân quay về. Đây là hãm không chi thành các ngươi nói. Nhìn thành thị suy yếu trước mắt, Lạc Thất Thất nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền. Tòa thành thị này, tất cả đều là phế tích, không có một chút khí tức sinh mệnh, rất khó để cho người ta tưởng tượng là Linh Nguyên Hoàng Thành lúc trước. Mục đích tới Thượng Thương, là vì gặp Lạc Huyền Thanh và người nhà, nhưng đến cuối cùng lại ngừng lại. Có lẽ ở thần giới gặp nhau, mới là chính xác nhất. Ở đây coi như nhìn thấy, cũng chỉ là một lần mà thôi, ngược lại để đối phương mất đi đấu trí. Cho nên suy đi nghĩ lại, giống như Trương Huyền, không nhận thân, trực tiếp rời khỏi. Lại đi danh sư đại lục một chuyến, gặp mặt người nhà một lần, sau đó chạy về. Hai thế giới có thời gian chênh lệch gấp 10 lần, trong nhà qua nửa ngày, phía trên này ngay cả một canh giờ cũng chưa tới. Bất quá từ lúc nàng rời khỏi, danh sư đại lục đã qua 100 năm, tang thương biến hóa, rất nhiều người và việc đều đã đi xa. Duy nhất không biến, là Tôn Sùng với Trương Huyền. Thời khắc này ở danh sư đại lục, địa vị của Trương Huyền so với Khổng Sư chỉ mạnh không yếu, ngắn ngủi 2 năm, từ một lão sư ở Thiên Huyền Vương Quốc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khai trừ, trở thành tồn tại học trò khắp thiên hạ, cường giả đỉnh phong nhất của danh sư. Đường. Kinh nghiệm của hắn, sớm đã diễn dịch thành vô số thần thoại truyền lưu thế gian. Đương nhiên, nổi danh nhất vẫn là sự phong lưu của hắn. Linh thần của dị linh tộc cũng bị giải quyết, để vô số người hâm mộ. Nhìn qua những lời này, Lạc Thất Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Làm một trong những người tiếp xúc thanh niên này nhiều nhất, tính tình của hắn nàng biết rất rõ ràng, còn phong lưu tình sử. Một gia hỏa không có chút IQ, còn phong lưu. Thật là nghĩ nhiều. Qua 100 năm, Trương gia càng thêm huy hoàng, thậm chí thành đệ nhất gia tộc vượt qua danh sư Đường, dù Lạc gia, Tưởng gia không yếu, nhưng đã không cách nào so sánh. Đối với những việc này, Lạc Thất Thất đều không để ý, biết cha vẫn còn, hỗ trợ đột phá tu vi, dẫn tới Thượng Thương, lúc này mới lần nữa đi theo Trương Huyền đến nơi này. Chính là chỗ này. Trương Huyền gật đầu, ngón tay chỉ hồ lô. Nhanh đi ra nhìn, thuận tiện tìm tới lăng mộ của ngươi, có lẽ ở đó có thể tìm được lực lượng mất đi của ngươi. Trước đó ở đây gặp được một khô lâu kỳ quái, cũng từ trong tay hắn nhận được thần linh chi khí, dùng cái này thành công tấn cấp thần linh, từ đó đánh bại Khổng Sư. Về sau lần nữa trở về, khô lâu biến mất, tìm không được nữa. Bất quá hắn tìm không thấy, tiểu hoàng kê thân là bất tử đế quân, càng đến thần vương cảnh, hẳn có thể cảm ứng. Người gặp qua người nào tìm mộ huyệt của mình chưa? Hồ lô lung lay. Được rồi, ta tìm. Thấy hồ lô này làm biếng như vậy, Trương Huyền cũng không phí lời, cong ngón tay búng một cái, đại đế ấn lập tức hiện lên ở phía trước. Trước đó đối phương có năng lực ẩn tàng, nhưng bây giờ có thứ này triệu hoán, căn bản không tránh né được. Vù! Đại đế ấn vừa xuất hiện, không gian lập tức hiện lên từng gợn sóng, hai người một hồ lô bỗng nhiên vụt qua, một cung điện to lớn xuất hiện ở trước mắt. Bên ngoài cung điện, một khô lâu đứng ở tại chỗ, nhìn về phía đồ vật lơ. Lửng ở trên đầu Trương Huyền, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không gian nơi này ổn định hơn ngoại giới, thiên đạo không cảm ứng được, ra đi. Trương Huyền vỗ vỗ hồ lô. Nơi này giống như bị cô lập, không bị ngoại giới cảm ứng, cho nên lúc trước cho dù mình tới thần linh cảnh cũng tìm không thấy. Cho nên coi như tiểu hoàng kê xuất hiện, cũng sẽ không gặp phải thiên đạo công kích, làm Thượng Thương tổn thương. Răng rắc, nghe được hắn nói, tiểu hoàng kê chui ra, lực lượng thần vương lan tràn. Đế quân ngươi, đã tỉnh lại. Khô lâu vui đến phát khóc. Hắn vừa kích động, lực lượng trên người tiết lộ ra, Trương Huyền mới hiểu được, thực lực của bộ xương này vậy mà cũng giống như mình, là một vị thần vương cảnh. Khó trách lúc trước không phát hiện được đối phương đến cùng tu vi cao bao nhiêu. Thực sự quá xa vời. Ta muốn khôi phục lực lượng. Trí nhớ của tiểu hoàng kê không có khôi phục, cũng không biết vị. Trước mắt này là người nào, trực tiếp mở miệng nói. Thuộc hạ đã chuẩn bị xong, chỉ cần đế quân đi vào đại điện, thì có thể hấp thu lực lượng mất đi, khôi phục thực lực lần nữa. Khô lâu vội nói. Tốt. Tiểu hoàng kê gật đầu, sải bước đi vào đại điện.
Còn chưa tới trước mặt, cửa điện liền tự động mở ra, trong đó dâng trào lực lượng vô cùng vô tận, tựa như ẩn chứa một thế giới to lớn. Tiểu hoàng kê, thấy nó muốn nhảy vào cung điện, Trương Huyền hô một tiếng. Rõ ràng ý tứ của hắn, tiểu hoàng kê xoay đầu lại. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta chính là ta, dù ai cũng không cách nào thay thế. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, không nói thêm nữa. Tiểu hoàng kê là bất tử đế quân sau khi sống lại sinh ra ý thức mới, cùng đối phương chính là một người, hắn lo lắng một khi khôi phục thực lực, sẽ biến thành đối phương. Như thế chẳng khác nào tự tay bóp chết gà con đáng yêu này. Hiện tại mở miệng nói, hắn chính là hắn, chứng minh đã rõ ràng điểm ấy, chắc chắn sẽ không thay đổi. Niết bàn trùng sinh, chính là trùng sinh, sao có thể giống như trước kia không có chút thay đổi nào. Hoàng kê đi vào đại điện, cửa đóng lại. Trương Huyền và Lạc Thất Thất canh giữ ở bên ngoài, thời gian nháy mắt 3 tháng trôi qua. Gà con, người tiếp tục cố gắng, chúng ta về trước, nếu như kịp, trực tiếp tới thần giới tìm chúng ta. Một đường chạy tới, thêm vào thời gian ở Thượng Thương, thần giới 5 ngày không sai biệt lắm sắp hết. Không quay lại, chỉ sợ Khổng Sư và Lạc Nhược Hy chiến đấu đã kết thúc. Dù không có bất tử đế quân trợ giúp, muốn ngăn cản trận chiến đấu này, hầu như không làm được, nhưng cũng không thể một mực ngồi ở. Chỗ này, cái gì cũng mặc kệ. Đi thôi. Gọi Lạc Thất Thất một tiếng, Trương Huyền muốn rời khỏi. Ầm ầm. Đúng lúc này, thanh ầm 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 vang lên kịch liệt, cung điện trước đó không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện lay động. Kiến trúc hùng vĩ xuất hiện từng vết rách. Xoạt. Bức tường sụp xuống, vội vàng nhìn lại. Ngay sau đó nhìn thấy trong phế tích tràn đầy khói bụi, một phượng hoàng to lớn đứng ngạo nghễ, chống đỡ lấy một phương thiên địa. Mặc dù không có động, lại tỏa ra lực lượng và khí thức làm cho không người nào có thể đến gần. Đây là đại đế. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Lực lượng của phượng hoàng trước mắt này, vượt ra khỏi tưởng tượng, mạnh mẽ hơn thần vương phong hào trước đó thấy qua không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí so với linh lung tiên tử trước đó thấy qua, cũng cường đại hơn không biết bao nhiêu. Đây là lực lượng của đế quân. Khó trách phong hào mạnh hơn, cũng không dám phản kháng đế quân, cả hai chênh lệch thực sự quá lớn. Căn bản không phải sinh mệnh cùng một cấp độ. Có lẽ tiểu hoàng kê niết bàn trùng sinh, càng cường đại hơn bất tử. Đế quân trước kia, Trương Huyền toát ra một ý nghĩ, khẽ mỉm cười. Mỗi lần tiểu hoàng kê chết niết bàn, đều sẽ trở nên mạnh hơn, lần này chân chính khởi tử hoàn sinh, có phải cũng là như vậy hay không? Thật muốn như vậy, ngăn cản hai người giao đấu, có lẽ thật có thể hoàn thành. Hết chương 3871. Chương 3872. Có đế tới chơi. Không biết qua bao lâu, cảm giác áp bách biến mất, Trương Huyền và Lạc Thất Thất lần nữa nhìn về phía trước, ngay sau đó nhìn thấy một thiếu niên lơ lửng ở phía trước. Hình dáng 16-17 tuổi, thân thể hơi gầy, có chút phong phanh, dáng người giống như trước đó biến hóa thần vương, chỉ là không còn là đầu gà, mà là hình dáng nhân loại. Không có anh tuấn bất phàm như hắn tưởng tượng, ngược lại thoạt nhìn có chút ngây ngô, chỉ bằng vào dung mạo, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, vị trước mắt này lại là trưởng khống giả của Linh Nguyên Thiên, một trong mấy cường giả đỉnh phong nhất thần giới. Ngươi là, tiểu hoàng kê, chủ nhân. Thanh niên ngượng ngùng cười một tiếng. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sự tình bết bát nhất không có xảy ra, đối phương vẫn là tiểu gia hỏa kiêu ngạo dám thúi kia. Chủ nhân, ta vừa mới khôi phục, còn cần củng cố tu vi một chút, ngươi về thần giới trước, chờ ta củng cố tu vi xong sẽ đi tìm ngươi, sẽ không chậm trễ bao lâu. Thanh niên nói. Trương Huyền gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giao chiến với cường giả đế quân, tự nhiên phải lấy ra trạng thái tốt nhất mới được, nếu không sẽ rơi vào bị động, cho dù đối phương không nói, bản thân cũng sẽ làm như vậy. Dù sao thời gian ở nơi này gấp 100 lần thần giới, bất luận tu vi tăng tiến hay củng cố, đều có càng nhiều lựa chọn. Phượng Nghiêu, may mắn những năm này có người bảo vệ. Hiện tại ta khôi phục thân thể và lực lượng cho ngươi. Thanh niên nhìn về phía khô lâu cách đó không xa. Cười nhạt một tiếng, ngón tay điểm ra, một giọt máu bay đi, rơi vào trên người đối phương. Xì xì xì. Trong nháy mắt,
Khô Lâu tái sinh máu thịt, sau đó một tiếng phượng hót cao vút, trong lửa cháy hừng hực, lại một con hượng hoàng to lớn trùng sinh. Mấy phút sau, một thanh niên xuất hiện ở trước mắt, người mặc kim giáp. Chính là Khô Lâu tướng quân trước đó, thủ hộ giả trung thành nhất bên cạnh Bất Tử đế quân. Chúng ta đi thôi. Thấy có thần vương đỉnh phong bảo vệ, lại thêm lực lượng đã khôi phục, Trương Huyền biết tiểu hoàng kê khẳng định không còn nguy hiểm, lần nữa gọi Lạc Thất Thất, vạch phá không gian, trở lại thần giới. Từ thế giới cấp thấp đi vào thế giới cấp cao, sẽ cực kỳ dễ dàng, hai người dần dần giải phong tu vi, rất nhanh liền vượt qua thiên đạo, ép đến không gian loạn lưu. Lực lượng thần vương được thả ra, sẽ được thần giới triệu hoán, nửa ngày sau, không gian lay động, hai người rơi trên mặt đất. Chính là địa phương trước đó cùng đám người Triệu Nhã rơi xuống, Linh Cơ Sơn. Bây giờ đi đâu? Lạc Thất Thất nhìn qua. Trước về U Hồn Hoàng Thành, tiếp đó ngồi Đại Na Di truyền tống trận đi Tự Tại Thiên. Trương Huyền nói, loại địa phương nhỏ ở Dạ Minh Thành này không có Đại Na Di truyền tống trận, muốn ngăn cản Lạc Nhược Hy và Khổng Sư, chỉ có thể về Hoàng Thành trước, nắm giữ thực lực thần vương. Có thân phận thành chủ hay không đều không quan trọng, rất nhanh hai người trở lại U Hồn Hoàng Thành. Không có trực tiếp rời khỏi, Trương Huyền mang theo Lạc Thất Thất đi về chỗ ở của mình. Lần này chạy loạn qua Linh Nguyên Thiên, Linh Lung Thiên, Thượng Thương, trở lại U Hồn Thiên, vừa vặn đưa Phong Vương phá trướng đan cho cha mẹ và Tôn Cường, để cho bọn họ cũng sớm ngày đột phá bình trướng, nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình. Tu vi đến thần vương. Đã đứng ở đỉnh phong nhất của thần giới, lặng yên không tiếng động đi tới chỗ ở, không có bị bất luận người nào chú ý. Thiếu gia, vừa mới tiến vào đình viện, Tôn Cường tràn đầy hưng phấn nghênh đón, vẻ mặt kích động. Lúc này Tôn Cường đã đạt đến thiên thần cảnh trung phẩm, tuy cách thượng phẩm còn có một khoảng cách rất lớn, nhưng lấy tính tình của hắn, trong khoảng thời gian này hẳn là không có buông lỏng. Lão gia và phu nhân đâu? Trương Huyền nói. Ở trong viện, cùng khách nhân uống trà. Tôn Cường nói. Khách nhân. Trương Huyền cau mày, trong lòng lộp bộp thoáng cái, vội vã đi vào trong viện, quả nhiên thấy cha mẹ cùng một thanh niên ngồi ở trong sân, tinh tế thưởng trà. Thanh niên chừng 20 tuổi, trên mặt mang kiên cường và kiên trì, cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng, ánh mắt xa xăm, nhìn không ra tu vi và lực lượng. Sau lưng đứng một lão giả tựa như hạ nhân, khom người tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Chẳng lẽ là, đế quân? Nhìn kỹ thoáng cái, không phát hiện được thực lực của đối phương, lông mày Trương Huyền nhảy dựng. Nghe Tôn Cường nói, hắn liền dùng thần thức quét một lần, nếu như. Không phải nhìn bằng mắt thường, căn bản không cảm thấy được sự tồn tại của đối phương. Chỉ bằng vào điểm ấy đã có thể thấy được, thực lực tuyệt đối vượt xa mình. Tuy hiện tại hắn chỉ là thần vương phổ thông. Nhưng mượn công pháp và kiếm pháp của Thiên Nhược Hữu Tình, thần vương phong hào cũng có thể chiến một trận, trước đó Bách Diệp Thanh Hồng xuất thủ mà nói, không cần thiên đạo chi thư, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Thực lực như thế, vậy mà không phát hiện được thanh niên này. Hơn nữa còn cùng cha mẹ ở chung một chỗ, làm sao có thể không khiếp sợ. Đây là con của ta, Trương Huyền. Thấy hắn tiến vào, Mộng Kiếm Thánh dường như không có ý thức được vị trước mắt này mạnh mẽ. Cười khanh khách giới thiệu. Thanh niên gật đầu, cũng không đứng dậy mà nhìn qua, chỉ liếc mắt, Trương Huyền đã cảm giác được tựa như có một thanh trường kiếm phá không tới, tùy thời muốn nghiền hắn thành bột phấn. Thậm chí thư viện cũng đang không ngừng run rẩy, thật giống như bị một kiếm chém nát, linh hồn không tự chủ được rung động. Ngươi là vị đế quân ở kiếm lư kia. Toàn thân Trương Huyền cứng đờ, trong đầu toát ra một cái tên, nhịn không được nói. Căn cứ tin tức biết đến, chín đại đế quân có hai vị thần bí nhất, thứ nhất là Tự Tại Thiên Linh Tê Đế Tôn, thứ hai chính là Kiếm Lư của Kiếm Thần Thiên. Vị này không đi tìm thiên tài, không lập thần vương phong hào, thậm chí cái gì cũng không tuyên truyền, nhưng mấy vị đại đế khác lại không người dám đến Kiếm Thần Thiên làm loạn. Hiển nhiên thực lực của vị đế quân này, so với đại đế khác chỉ mạnh không yếu. Ngồi đi, thanh niên cũng không trả lời, cười nhạt một tiếng. Biết đối phương thật muốn động thủ, lấy thực lực của hắn bây giờ, khẳng định không cách nào ngăn cản, Trương Huyền cũng không nhiều lời, đi tới trước mặt ngồi xuống. Lão giả ở sau lưng tiến về phía trước một bước, rót nước trà đưa tới.
Trương Huyền tiện tay nhận lấy, lòng không yên hỏi. Không biết, đế quân tới đây tìm ta, là vì chuyện gì? Đế quân thật muốn gặp mình, phái thần vương Phong Hào đến báo tin là được, bây giờ lại đến chỗ ở của mình, thậm chí Càn Khôn Ma Đế của U Hồn Thiên cũng không phát giác, để hắn khó tránh khỏi có chút bất an. Thanh niên vẫn không trả lời, mà nhìn qua, giống như đang thẩm duyệt một bảo vật, đồng thời trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Một lát sau, hắn đặt chén trà xuống. Có thể thi triển cho ta xem kiếm pháp ngươi lĩnh ngộ một chút hay không? Kiếm pháp? Trương Huyền nhíu mày. Đối phương là đế quân của kiếm thần thiên, chẳng lẽ chỉ vì nhìn kiếm pháp của mình mà tới? Có lẽ, thật có thể. Hắn lĩnh ngộ kiếm pháp, bị giới hạn thực lực, đối với đế quân mà nói không tính là gì, nhưng lại thực vượt qua thiên đạo, vượt qua luân hồi, là kiếm thuật đỉnh phong nhất thần giới. Đối phương thân là người có kiếm thuật mạnh nhất của thần giới, muốn xem cũng không kỳ lạ. Hết chương 3872. Chương 3873. Xích tiêu kiếm. Muốn nhìn kiếm thuật, thì khẳng định không có ác ý. Người thích võ thành si, bình thường tâm tư đều đơn thuần, không có nhiều cong cong lượn lượn như vậy, cũng không có thích giết chóc thành cuồng như vậy. Rõ ràng điểm này, Trương Huyền không có quá nhiều chần chừ, đứng dậy. Cổ tay khẽ đảo, thần vương kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thấy hắn muốn thi triển kiếm thuật, lão giả ở sau lưng thanh niên đưa tay về phía trước, tiểu viện lập tức bị một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ, ngoại nhân không cách nào cảm ứng. Nhìn thấy chiêu này của hắn, lông mày Trương Huyền hơi nhúc nhích. Loại lăng không bày trận này, tốc độ nhanh như vậy, hắn cũng có thể làm được, nhưng muốn tự nhiên như đối phương, ngay cả lực lượng không gian cũng bị dùng tới. Thì không hoàn thành được. Xem ra lão giả này, cho dù không phải đế quân, tu vi cũng mạnh mẽ. Hơn thần vương Phong Hào bình thường không biết bao nhiêu lần, mình hoàn toàn không phải đối thủ. Biết thanh niên trước mắt không có ác ý, Trương Huyền không suy nghĩ. Thêm nữa, nắm chặt thần vương kiếm, trong tích tắc, cả người đi vào ý cảnh đặc thù, phảng phất như biến thành một thanh trường kiếm ngạo nghễ thiên địa. Phần phật, kiếm động. Gió nhẹ nổi lên, sóng nước nhộn nhạo. Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết. Khởi vi xá du quan, can tràng hiếu tư kích. Xuân tàm đáo tử ti phương tấn, trá cự thành hôi lệ thủy kiền. Thụ dục tính nhi phong bất chỉ, tử dục dưỡng nhi thân bất đái. Bốn bộ kiếm pháp, như nước chảy bừng lên, tràn ngập ở trên không trung như sương mù, lại như là mộng cảnh, để cho người ta phân biệt không ra nó mạnh cỡ nào. Thanh niên nhìn kiếm pháp trước mắt, lặng im không nói. Trương Huyền thu kiếm, kiếm khí đầy trời thu về thân kiếm, ôm quyền mà đứng. Mong đế quân chỉ điểm. Vị trước mắt này là tồn tại dùng kiếm cường đại nhất thần giới, có hắn chỉ điểm một câu, đối với kiếm thuật của mình, nhất định có chỗ tốt rất lớn. Có thể lĩnh ngộ ra loại kiếm pháp này, quả thực bất phàm. Trên mặt thanh niên một mực lạnh lùng lộ ra ý cười. Chỉ điểm. Ta không chỉ điểm được, người mở ra con đường mới, chỉ có tự mình tiếp tục tiến lên. Chẳng qua trong kiếm ý của ngươi tràn đầy tiếc nuối, ít đi bảo vệ và kiên nghị. Bảo vệ và kiên nghị. Trương Huyền sững sờ. Tâm tự song ti võng, can tràng hiếu tư kích, xuân tàm đáo tử ti phương tấn, trá cự thành hôi lệ thủy kiền, thụ dục tính nhi phong bất chỉ. Quả thực đều mang tiếc nuối triền miên. Bất quá công pháp thiên nhược hữu tình, lấy tình làm gốc. Lấy tình làm kiếm, tự nhiên phải có tình ý giả dích. Lúc loạn thế đến, người người khó mà tự vệ, nếu như thân nhân, bằng hữu, người yêu của ngươi nhận lấy uy hiếp, nên làm cái gì? Thanh niên hỏi. Cái này. Trương Huyền dừng lại một chút nói. Đương nhiên là hết toàn lực bảo vệ bọn hắn. Đúng, là bảo vệ, không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc thân tử đạo tiêu bảo vệ. Trong kiếm pháp của ngươi, không có. Thanh niên nói. Trương Huyền nói không ra lời. Quả thực kiếm pháp của hắn ít đi loại kiên trì này. Lấy tình làm kiếm, không chỉ là tiếc nuối triền miên, càng quan trọng hơn là trách nhiệm và chịu trách nhiệm. Giống như một kiếm cuối cùng của ngươi, tràn đầy không bỏ đối với cha mẹ, hối hận không cách nào phụng dưỡng thân nhân, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, khi cha mẹ còn sống, muốn nhìn nhất là cái gì không? Thanh niên hỏi. Muốn nhìn đến nhất là, ta sống tốt, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Chần chờ một chút, Trương Huyền nói.
Mặc dù không biết ý tưởng của cha mẹ, nhưng thân là lão sư, biết thái độ của mình đối với học sinh. Hắn chỉ hy vọng đám người Triệu Nhã có thể sống tốt, sống vui vẻ, còn có thể đi đến loại cảnh giới nào, tu vi đến loại tình trạng nào, đối với hắn mà nói, đều không quan trọng. Dù hiện tại chỉ là thần linh phổ thông, cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Không sai, bọn họ muốn nhìn thấy nhất là con sống tốt, mà không phải lưu luyến không rời, một mực hối hận. Người vĩnh viễn đều phải nhìn về phía trước, mà không phải trì trệ không tiến. Thanh niên nói, đúng. Trong lòng Trương Huyền chấn động, ngây người. Đúng vậy. Một mực đắm chìm ở trong thống khổ, tuyệt không phải người thân nguyện ý nhìn thấy. Bọn họ càng muốn ngươi sống hạnh phúc. Tận hiếu là đúng, đau khổ cũng là đúng, nhưng một mực chìm đắm trong đó liền không đúng. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, còn có con đường của mình cần tiến lên, không thể một mực trì trệ không tiến. Sinh lão bệnh tử, yêu xa cách, oán lâu dài, cầu không được, không buông được. Nhân sinh tám khổ, nhất định phải tiếp nhận, cũng nhất định phải thả ra. Cái này chính là nhân sinh. Muốn sống sót, lại đắng chát cũng phải nhịn lấy. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trong lòng dường như bắt được một đạo hào quang, Trương Huyền biết dù rất nhỏ yếu, lại tương đương với thay đổi phương hướng tiến lên, lúc này cũng không nhiều lời, khom người hạ bái. Ngắn ngủi vài câu chỉ điểm, được lợi rất nhiều. Có thể rõ ràng nhanh như vậy, xem ra không chọn lầm người. Thanh niên cười nhạt một tiếng, đứng dậy. Tốt, ta phải đi rồi, con đường tiếp theo, cần chính ngươi tới, tự giải quyết cho tốt. Phải đi rồi. Trương Huyền sững sờ. Còn tưởng mục đích của đối phương là cái gì, không nghĩ tới chỉ nhìn bản thân thi triển kiếm pháp, hơn nữa chỉ điểm vài câu, liền muốn rời khỏi, chẳng lẽ lần này tới là chuyên môn chỉ điểm mình. Thanh niên đứng dậy nói. Kiếm Nghiêu, cho hắn xích tiêu kiếm đi. Vâng. Lão giả tiến về phía trước một bước, cổ tay rung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện, nhẹ nhàng đưa tới. Chuôi kiếm này mới xuất hiện ở trên không trung, không gian bốn phía hiện ra từng vết rách, thần vương kiếm trong tay Trương Huyền kìm lòng không được tránh thoát bàn tay, quỳ mọp xuống đất. Lông mày Trương Huyền nhảy dựng. Thần vương kiếm là trường kiếm thần vương cảnh, là vũ khí cường đại nhất trước mắt của hắn, loại kiếm cấp bậc này, gặp được xích tiêu kiếm, trực tiếp quỳ gối. Cái kia mạnh bao nhiêu? Vô công bất thụ lộc. Trương Huyền vội vàng khom người, không dám nhận. Không cần khách khí, chuôi kiếm này là ta ở mấy chục năm trước, chuyên môn vì ngươi luyện chế, cầm đi. Thanh niên chắp hai tay sau lưng, cũng không xoay người. Mấy chục năm trước, Trương Huyền ngẩn ngơ, không biết trả lời như thế nào. Hắn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ chừng hơn 20 tuổi, hơn nữa còn là thời gian ở danh sư đại lục, đổi lại thời gian ở thần giới, đến bây giờ. Không sống qua hơn một tháng nha. Mấy chục năm trước, người xác định là chuyên môn vì ta luyện chế. Đa tạ đế quân. Thấy đối phương thái độ dứt khoát, bản thân cũng gấp cần tăng thực lực lên, Trương Huyền không từ chối nữa, đưa tay tiếp lấy trường kiếm. Không có trọng lượng, không có khí linh mạnh mẽ, cũng không có bất kỳ khó chịu nào, thật giống như chuôi kiếm này, vừa xuất hiện liền sinh trưởng ở trên cánh tay hắn, thuộc về một bộ phận thân thể của hắn. Bảo kiếm cường đại như thế, thời điểm rơi vào bàn tay cũng đã được luyện hóa, thành vật thuộc về hắn. Trước đó uy áp, lực lượng, cũng trong nháy mắt biến mất, trở nên chất phác tự nhiên, giống như trường kiếm bình thường, nhìn không ra đẳng cấp, nhưng thân là chủ nhân của kiếm, biết trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu như dùng chuôi kiếm này thi triển kiếm pháp thiên nhược hữu tình mà nói, ý niệm của Linh Lung tiên tử hội tụ cũng không chống đỡ. Được, bị đánh nát tại chỗ. Trong lòng cảm ơn. Lần nữa quỳ gối, Trương Huyền nhớ tới cái gì, nhìn về phía thanh niên trước mắt, trong ánh mắt mang theo trông đợi. Không biết vãn bối có thể nhìn kiếm thuật đế quân lĩnh ngộ hay không? Đối phương chỉ điểm kiếm pháp của mình, nếu như lại có thể quan sát của đối phương, có lẽ sẽ cảm ngộ càng lớn. Hết chương 3873. Chương 3874. Kiếm pháp của thanh niên. Thanh niên cũng không trả lời, mà xoay người lại. Ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Xoạt. Nước trà trong chén lập tức bay lên, ở trên không trung ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Dùng kiếm pháp của ngươi công kích ta. Vâng.
Biết thực lực của đối phương vượt xa bản thân, Trương Huyền cũng không phí lời, cổ tay rung lên, xích tiêu kiếm vũ động, xoẹt, cắt ra không khí, thi triển ra kiếm pháp thiên thiên kết, kiếm khí lan ra từng đạo, tựa như từng bàn tay. Thanh niên không lui về phía sau, cũng không tránh né, mà cất bước về. Phía trước, thủy kiếm trong tay không có bất kỳ cuốn hút gì, đâm nhanh về phía trước. Trong tích tắc, Trương Huyền cảm giác tinh thần cả người bị mãnh thú tiếp cận, không dám có chút động tác, một khi né tránh, nhất định gặp phải công kích mãnh liệt. Kiếm pháp của đối phương, không có quá nhiều chiêu số, lại mang theo khí thế một đi không trở lại, thật giống như sau lưng là quê hương, là người thân, không thể lùi bước chút nào. Cái này, Trương Huyền biến sắc, biết lại không biến chiêu, khẳng định sẽ bị kiếm của đối phương đâm trúng, lúc này thân kiếm xoay một cái, thi triển ra kiếm pháp phong bất chỉ mạnh nhất. Trong kiếm ý mang theo không bỏ cùng không cam lòng. Thanh niên vẫn không lui về phía sau, tiếp tục cất bước, động tác trên chân thoạt nhìn cứng nhắc, nhưng lại mang theo thẳng tiến không lùi, kiếm khí của hắn tựa như trong nháy mắt chồng chất lên nhau. Bành! Kiếm ý đầy trời sụp đổ, Trương Huyền bay ngược ra ngoài, sống lưng nặng nề đâm vào một cái cột. Vẻ mặt trắng bệch, phần phật, nước trà biến thành trường kiếm lần nữa hóa thành giọt nước rơi trên mặt đất. Ta dùng lực lượng giống như ngươi, đều là thần vương sơ kỳ. Thanh niên nhìn qua. Đúng vậy. Trương Huyền giãy giụa đứng lên, gật đầu. Đối phương không dùng lực lượng vượt qua tu vi của hắn quá nhiều, mà đồng dạng là thần vương sơ kỳ, nhưng đánh bại hắn sử dụng xích tiêu kiếm, công pháp và kiếm pháp thiên nhược hữu tình. Nói cách khác, dưới tình huống cùng cấp bậc, bản thân ỷ vào thần binh lợi khí, vậy mà cũng không vượt qua đối phương. Từ lúc bắt đầu tu luyện, dưới tình huống cùng cấp bậc, chỉ thua phân thân và phân thân khổng sư. Đây là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Tình ý kéo dài là kiếm pháp, kiên trì bảo vệ cũng là kiếm pháp, lĩnh ngộ như thế nào, phải dựa vào chính ngươi. Thanh niên không nói thêm lời, thân thể vụt qua, muốn rời khỏi. Tiền bối dừng bước. Trương Huyền lần nữa bước về phía trước. Thanh niên dừng lại. Lấy thực lực của tiền bối. Khẳng định không thua Thiên Túng Đại Đế và Linh Tê Đế Quân, biết rõ bọn họ muốn tỉ thí, không chết không thôi, vì sao không đi ngăn cản? Trương Huyền cắn răng nói, thực lực Đại Đế khác không biết mạnh bao nhiêu, nhưng vị này chỉ bằng vào kiếm thuật, nhẹ nhõm đánh bại mình, lực lượng mạnh mẽ so với Khổng Sư và Lạc Nhược Hy chỉ mạnh không yếu, vì sao không ngăn cản bọn họ chiến đấu? Chẳng lẽ nhất định phải trơ mắt nhìn hai vị đế quân chỉ còn lại một vị? Mỗi người đều cần tiếp nhận nhân quả do bản thân hoặc người khác mang tới. Thân là đế quân cũng không thể ngoại lệ. Bọn họ giao đấu, không cách nào ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, đây là chú định. Thanh niên thản nhiên nói. Chẳng lẽ phải chết một người? Không thể điểm đến là dừng. Trương Huyền khó tin. Phải chết một người. Thanh niên gật đầu. Được rồi. Cha mẹ ngươi lý giải kiếm thuật đều không tệ, nếu như đến thần vương cảnh, đưa đến kiếm lư của ta. Xuất hiện náo động, có thể. Bảo vệ bọn họ yên tâm không ngại. Nói xong thân ảnh của hắn và lão giả đồng thời hóa nhạt, sau một khắc, đã biến mất tại nguyên chỗ, triệt để mất đi tung tích. Tiền bối, liên tục hô mấy tiếng, lại không có phản ứng gì, Trương Huyền rõ ràng, đối phương đã rời khỏi, cả người có chút hồn bay phách lạc. Không phải bởi vì cùng cấp bậc không cách nào vượt qua đối phương. Mà là Lạc Nhược Hy và Khổng Sư quyết đấu, phải chết một cái. Ngay cả, vị đế quân cường đại này cũng không thể ngăn cản, không cách nào thay đổi. Vì sao? Tại sao phải như vậy? Lạc Nhược Hy là bạn gái của hắn, vì nàng, mình từ danh sư đại lục một đường tu luyện, đến thần vương bây giờ, chưa dám có một ngày buông lỏng. Khổng Sư đối với hắn có ân nhập môn. Càng là vạn thế chi sư, nhận hàng tỷ người tôn sùng. Hai người kia, đều có ân tình cực lớn với hắn, vì sao nhất định phải sinh tử đấu, lại nhất định phải lấy chết một cái tới kết thúc. Mỗi người, đều cần tiếp nhận nhân quả do mình hoặc người khác mang tới. Đến cùng là loại nhân quả nào? Nhớ lại đối phương nói, Trương Huyền tâm loạn như ma. Huyền Nhi, đang không biết như thế nào cho phải, liền nghe âm thanh lo lắng của mẹ vang lên. Trương Huyền ngẩng đầu cười cười. Ta không sao, đúng rồi, tu vi của cha mẹ hiện tại như thế nào?
ngươi cho công pháp và đan dược, trong khoảng thời gian này, ta và cha ngươi đều đã đạt đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong. Mộng Kiếm Thánh khẽ mỉm cười, lực lượng trong cơ thể triển lộ ra. Giống như nàng nói, tu vi của hai người đều đạt đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong. Cái này, Trương Huyền nháy mắt, có chút khó tin. Hắn tu luyện nhanh, là bởi vì hấp thu vô số nguyện lực, linh hồn tiến bộ. Cấp tốc, lại thêm lĩnh ngộ công pháp thiên nhược hữu tình. Bọn họ, làm sao lại đồng dạng tiến bộ nhanh như vậy? Là Tôn Cường mua không ít tài nguyên để linh hồn tiến bộ. Biết hắn kỳ lạ, Mộng Kiếm Thánh giải thích. Phá trướng đan, Mỹ Dung đan tạo thành quy mô, mỗi ngày đều thu vào đấu kim, Tôn Cường trưởng khống khoản tài phú này, lại thêm tam đại gia tộc toàn lực ủng hộ, mua sắm một chút đan dược cấp tốc tăng thêm lực lượng linh hồn cũng không khó. Công pháp thiên đạo tinh giản, thêm vào vô số tài nguyên, lại thêm thiên phú và kiếm lư chỉ điểm, đi đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong nhanh như vậy, cũng không cần quá giật mình. Rất tốt, đây là thần vương phá trướng đan, hết thảy 3 viên, mỗi người 1 viên, một khi cảm giác tu vi đến, liền có thể dùng, mượn cơ. Hội đột phá thần vương cảnh. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyền đưa tới đan dược chuẩn bị xong. Thứ này chính là vì để bọn hắn đột phá thần vương, nếu tu vi đã sắp đạt tới, cũng không có gì có thể giữ lại. Tôn Cường, hiện tại ta và Lạc Thất Thất đi tự tại thiên, ngươi mang theo lão gia cùng phu nhân đi kiếm thần thiên, thuận tiện tìm một nơi yên tĩnh đột phá tu vi, một khi trở thành thần vương, liền đi kiếm lư. Tìm vị vừa rồi kia. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền đưa tới lệnh bài Đại Na Di truyền tống. Lấy tu vi hiện tại của hắn, cho dù Đại Na Di truyền tống cũng không tổn thương mảy may, lệnh bài này không bằng cho cha mẹ, để cho bọn họ đi kiếm thần thiên trước. Mình rời khỏi U Hồn Thiên cũng bị công kích, Mỹ Dung Đan cám dỗ. Đồng dạng sẽ dẫn vô số người bí quá hóa liều, dính dáng tới an toàn của cha mẹ, không thể coi thường. Làm xong những thứ này, lại để cho Hưng Kiếm Thánh luyện hóa thần vương kiếm. Có chuôi kiếm này, lại phối hợp kiếm thuật hai người lĩnh ngộ, gặp được thần vương phổ thông cũng có thể chiến một trận, không cần lo lắng quá mức. Đi tự tại thiên đi. Đưa bọn họ đến truyền tống trận, mắt thấy truyền tống rời khỏi, lúc này Trương Huyền mới mang theo Lạc Thất Thất tiến vào trận pháp. Lạc Nhược Hy, Khổng Sư chiến đấu. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải ngăn cản. Dù phải đánh đổi mạng sống. Hết chương 3874. Chương 3875. Tự tại thiên. Đế đô tự tại thiên, không giống hoàng thành khác đề phòng nghiêm ngặt, đâu đâu cũng có quy tắc, mà xây dựng ở trong một dãy núi to lớn, không có tường thành, không có vệ đội, thoạt nhìn có vẻ hơi tự do phân tán. Trong luyện võ trường bày đầy các loại rau xanh, thú sủng, vũ khí, đan dược, có cả hũ ướp dưa muối. Tiến vào thành thị, cảm giác rối bời, cho người ta một loại cảm giác hỗn loạn. Tự tại thiên, người người tự do tự tại, không cần tuân thủ quy củ, cũng không có quy củ. Lạc Thất Thất ở một bên cảm xúc. Trong cửu thiên, tự tại thiên không giống thiên khác, tuy không có quy củ, lại không người dám làm càn, tuy không có quân đội, không có cường giả bảo vệ, nhưng thiên khác không dám có chút ngỗ nghịch. Chân chính tự do tự tại. Hỗn loạn, mà không mất đi quy củ. Trương Huyền gật đầu. Nơi này xác thực không giống địa phương khác của thần giới, tu luyện giả sinh hoạt ở đây, so với thiên khác càng thêm thoải mái dễ chịu, một khi có người phá hoại loại thoải mái dễ chịu này, sẽ gặp phải tất cả mọi người phản đối. Cho nên mặc dù nơi này không có quy củ rõ ràng, lại có phương thức độc nhất vô nhị, đứng ngạo nghễ ở đỉnh thần giới. Xin hỏi, các ngươi có biết Linh Tê Đế Tôn cư trú ở nơi nào không? Tới một thương hội lớn, tìm một vị tu vi đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong hỏi. Đế Tôn tu hành ở Linh Tê Sơn. Người này cảm nhận được khí tức cường đại trên người Trương Huyền và Lạc Thất Thất, chỉ phương hướng nói. Đa tạ. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một đỉnh núi mây mù mờ mịt xuất hiện ở trong tầm mắt, tựa như đứng sừng sững ở chân trời. Bay đi. Đỉnh núi thoạt nhìn không xa, lại không biết vì sao, bất kể phi hành như. Thế nào cũng giống như khoảng cách không thay đổi, liên tục bay nửa canh giờ, vẫn giống như trước đó, đứng sừng sững ở nơi xa, vĩnh viễn không cách nào đến. Cái này giống như nhắm về phía mặt trời chạy như bay, lại nhanh lại xa, trong mắt nhìn thấy đều lớn như vậy, sáng như vậy,
không thay đổi chút nào. Trương Huyền ngừng lại, ngẩng đầu nói. Lạc Nhược Hy, ta biết nàng khẳng định biết ta tới, ta muốn gặp nàng. Sơn mạch rõ ràng ở không xa, nhưng thủy chung bay không đến, không cần nghĩ, khẳng định là đối phương thi triển thủ đoạn. Đã như vậy, vậy thì đi thẳng vào vấn đề, không phiền toái như vậy. Hô! Quả nhiên, tiếng nói kết thúc, không gian hiện ra gợn sóng, ngay sau đó một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở phía trước. Là một nữ tử 17-18 tuổi, người mặc áo xanh. Mời Trương Huyền thiếu gia trở về đi. Lục y nữ tử khom người. Tiểu thư chuẩn bị chiến đấu với Thiên Túng Đại Đế, không thể phân tâm, nếu thật vì nàng, thì không nên quấy rầy. Cường giả giao thủ, hơi có chút sơ hở đều sẽ bị bắt được, hy vọng thiếu gia không nên trở thành sơ hở của nàng. Lục y nữ tử nói. Ta, thân thể Trương Huyền run lên. Cao thủ đối kháng, bất luận tu vi hay tâm linh, quả thực không thể có thiếu hụt mảy may, ngộ nhỡ bởi vì mình, mà dẫn đến nàng vẫn lạc, cả. Một đời có thể sẽ thống hận bản thân. Nhưng không hy vọng nàng xảy ra chuyện, cũng không hy vọng Khổng Sư xảy ra chuyện. Trận chiến đấu này không thể ngăn cản sao? Trương Huyền nhìn không được, nghiến răng nhìn qua. Tuy nghe được Bất Tử Đế Quân và Kiếm Lư trả lời, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy không cam lòng. Thật xin lỗi, không cách nào ngăn cản. Lục y nữ tử lắc đầu. Vì sao? Trương Huyền hỏi. Ta muốn nàng chính miệng nói cho ta biết. Thiếu gia, xin đừng nên khó xử hạ nhân như ta, cũng không cần tăng thêm áp lực cùng gánh nặng cho tiểu thư. Nếu như tỷ thí lần này chiến thắng, nàng sẽ đích thân giải thích với ngươi, nếu như thua. Tất cả tan thành mây khói, cũng không cần giải thích nữa. Lục y nữ tử nói. Tốt, ta đợi nàng giải thích. Thấy thái độ của đối phương kiên quyết, không cách nào thay đổi, Trương Huyền không nói thêm lời, xoay người rời đi. Đối phương không muốn gặp, vậy thì khẳng định không thấy được. Lãng phí miệng lưỡi nhiều hơn nữa cũng không được. Chẳng lẽ chúng ta từ bỏ? Lạc Thất Thất đuổi theo Trương Huyền, mang theo nghi hoặc. Tới khuyên can, đã đến Tự Tại Thiên, sắp gặp được đối phương, vì sao dừng lại? Tuy biết rõ, vị trước mắt này ưa thích là Linh Tê Đế Tôn, để hắn nhìn thấy, sẽ chỉ càng thêm kiên định, nhưng nàng thực không đành lòng đối phương như vậy. Vẫn thích xem hắn như trước đó, tùy ý phi dương, thiên hạ không có bất kỳ sự tình gì có thể làm khó hắn. Tự nhiên không buông bỏ, nếu nàng không nguyện ý gặp ta, ta đi tìm Thiên Túng Đại Đế. Trương Huyền thở ra một hơi. Tình huống trước mắt của Lạc Nhược Hy, là rõ ràng không gặp, không để ý tới. Nếu như vậy, vậy thì đi tìm Khổng Sư, hai bên giao đấu, chỉ cần có thể. Nhìn thấy một người, thì có thể biết nguyên nhân. Lạc Thất Thất rõ ràng ý tứ của hắn, gật đầu, vẻ mặt cười khổ. Nhưng chúng ta không biết hắn ở nơi nào. Thần giới cửu thiên cửu đế, mỗi một vị đế quân đều trưởng khống một phương địa phương, nhưng Thiên Túng Đại Đế là đế quân ở hơn 40 năm trước vừa mới quật khởi, không có địa phương thuộc về. Mình, những năm này một mực tung hoành chư thiên, tiến hành khiêu chiến, nếu như không chủ động hiện thân, căn bản tìm không thấy ở nơi nào. Tìm người hỏi thăm, luôn có thể tìm hiểu được. Trương Huyền trầm tư một chút nói. Hơn nữa nếu luận võ, có lẽ đã tới Tự Tại Hoàng Thành. Hai vị đế quân tỷ thí sắp tới, có lẽ Khổng Sư cũng tới nơi này. Lần nữa trở lại Tự Tại Hoàng Thành, hai người ngừng lại. Hoàng Thành nhiều người như vậy, chọn ai hỏi thăm? Lạc Thất Thất nói. Nói đơn giản, nhưng làm nào có dễ dàng như vậy? Đế quân giống như Khổng Sư, nếu như tùy tiện liền bị người tìm ra tung tích, còn có thần bí gì đáng nói? Lại nói, toàn bộ Tự Tại Hoàng Thành chừng hơn 100 triệu người, tìm ai hỏi, mới có thể tìm được Thiên Túng Đại Đế. Tìm danh sư đường ở Tự Tại Thiên. Mắt Trương Huyền sáng lên. Lạc Thất Thất sửng sốt một chút, sau đó giật mình. Đúng a, danh sư đường, nếu là sản nghiệp của Khổng Sư lưu lại, nhất định có phương pháp liên lạc, tìm danh sư đường, tự nhiên là có thể tìm được hắn. Danh sư đường ở thần giới là thế lực mới. Tìm hiểu cũng không khó khăn, thời gian không dài, hai người liền đến trước mặt. Tự Tại Thiên người người tự do tự tại, không hạn chế các loại chức nghiệp phát triển, cho nên đường khẩu lớn hơn ở nơi khác nhiều lắm. Còn chưa tới trước mặt, liền thấy dòng người như thoi đưa, đến đây bái sư,
học tập nhiều vô số kể, hoàn toàn không phải cảnh tượng giăng lưới bắt chim ở hoàng thành khác. Theo dòng người tiến vào bên trong, nhìn thấy không ít danh sư giảng bài, cảnh tượng vui vẻ phồn vinh. Dù không xâm nghiêm như danh sư đại lục, nhưng cũng có mô hình, không phải địa phương khác của thần giới có thể so sánh được. Tìm đường chủ của bọn hắn sao? Nhìn quanh một vòng, muốn hỏi thăm đồng dạng không thể nào hỏi, Lạc Thất Thất nhìn qua. Nếu hỏi thăm, khẳng định phải tìm đường chủ của đối phương. Không cần phiền toái như vậy. Trương Huyền khoát tay áo, hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước, âm thanh vang dội. Trương Huyền đến đây khiêu chiến danh sư đường chủ, còn xin ra gặp một lần. Hết chương 3875. Chương 3876. Khổng Trương gặp mặt. Trương Huyền, khiêu chiến đường chủ, đây là tới đá quán A. Tới danh sư đường đá quán, tự tìm cái chết. Chờ một chút, hắn nói hắn gọi Trương Huyền, Trương Huyền nào? Chẳng lẽ là vị luyện chế ra Mỹ Dung Đan kia? Nổi tiếng thần giới, hình như chỉ có vị này. Nghe nói vị này trước mấy ngày ở Linh Lung Thiên, đánh chết thần vương phong hào Bách Diệp Thanh Hồng. Mọi người xôn xao. Vốn có mấy vị danh sư còn muốn xông lại quát tháo, nghe được thần vương Bách Diệp Thanh Hồng cũng không phải đối thủ, tất cả đều rụt cổ, nói không ra lời. Có thể chém giết thần vương phong hào, bất luận dùng loại thủ đoạn nào, thực lực mạnh mẽ không cần nghĩ cũng biết đáng sợ. Tại hạ là đường chủ danh sư đường, Trương Đan sư mời tới bên này. Một bóng người từ trong đại điện đi ra, là lão giả râu bạc trắng. Một thân tu vi cực kỳ thâm hậu, giống như hắn, đạt đến thần vương cảnh. Trương Huyền gật đầu, theo ở phía sau đi tới. Đi một hồi, trước sau không người, lão giả ngừng lại. Mục đích của Trương Đan sư ta đã hiểu, hiện tại sẽ dẫn người đi gặp Đại Đế. Người biết ta muốn gặp Thiên Túng Đại Đế. Trương Huyền sững sờ. Vốn cho rằng còn phải đánh một trận, ép đối phương mang theo đi tìm, không nghĩ tới vừa thấy mặt, đối phương liền nói ra lời này. Đế quân đã sớm thông báo, chỉ cần ngươi tới, liền trực tiếp mang ngươi đi gặp hắn. Danh sư đường chủ mỉm cười, tay vạch một cái, truyền tống trận lập tức xuất hiện ở trước mắt. Đi thôi. Nói xong đi vào truyền tống trận, Trương Huyền và Lạc Thất Thất theo sát. Ông! Quang mang chợt lóe, mọi người xuất hiện ở trên một dãy núi mây mù lượn lờ. Một cung điện huy hoàng xuất hiện ở trước mắt, trên chỗ ngồi trung tâm có một lão giả. Ngồi ngay ngắn trong đó, vẻ mặt ôn hòa. Chính là Khổng Sư. Hai bên đứng một ít thần vương phong hào. Trương Huyền nhìn sang, lông mày nhảy dựng. Vậy mà biết không ít. Tử Huyên cổ thánh, Nhiễm Cầu cổ thánh, Bốc Thương cổ thánh, Tử Cống cổ thánh, Khổng Môn 10 thánh, 72 hiền, vậy mà đều có mặt. Thấp nhất cũng đạt đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong. Thần vương trở lên liền có hơn 10 vị, so với cửu thiên khác cũng không kém chút nào. Chỉ là lúc trước đi vào thượng thương, không phải nhìn thấy thi thể. Đám người Tử Huyên cổ thánh ư, sao giờ phút này thoạt nhìn lông tóc không thương. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm hỏi thăm, mấy bước đi tới giữa đại sảnh, khom người bái xuống. Vãn bối Trương Huyền, gặp qua Khổng Sư. Chỉ liếc mắt liền nhìn ra vị này là vạn thế chi sư, không giả được. Ngươi rốt cuộc đã đến. Khổng Sư cười nhạt một tiếng, nhìn quanh một vòng. Các ngươi lui xuống đi. Vâng. Tử Huyên cổ thánh gật đầu, mang theo mọi người lui xuống. Thất Thất, chờ ta ở bên ngoài. Trương Huyền quay đầu. Có chuyện trực tiếp gọi ta. Lạc Thất Thất gật đầu. Gian phòng rất nhanh chỉ còn lại Trương Huyền và Khổng Sư. Ngồi đi. Khổng Sư vẫy vẫy tay, một cái ghế bay tới, rơi vào sau lưng Trương Huyền, người sau cũng không sốt ruột ngồi, mà áy náy ôm quyền. Khổng Sư đối với ta có ơn tài bồi, ân trọng như núi, nhưng ta lại bắt phân thân của ngài. Cổ tay khẽ đảo, thả phân thân ra. Hắn là ý niệm của ta phân hóa ra, cũng coi như ta từ trong thân thể. Chém xuống, vốn chân áp ở thượng thương, không nghĩ tới thời gian lâu dài. Vậy mà đột phá phong ấn. Là ta sơ sót. Hình như biết chuyện này, Khổng Sư cũng không tức giận, ngón tay điểm một cái, phân thân liền hóa thành khói xanh, biến mất tại nguyên chỗ, sau đó mỉm cười. Vốn muốn giáng lâm một đạo ý niệm tiêu diệt hắn,
nhưng nhìn thấy ngươi đi vào thượng thương, liền bỏ đi ý nghĩ này, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Khổng sư biết động tác của ta ở thượng thương. Trương Huyền sửng sốt. Thượng thương và thần giới không cách nào kết nối, độ khó đi một chuyến, cho dù là Lạc Nhược Hy cũng bị thương không nhẹ. Vậy mà khổng sư biết chuyện phát sinh. Khổng sư gật đầu. Ta giống như ngươi, từ danh sư đại lục và thượng thương đi tới, nơi này lưu lại ý niệm và hậu chiêu của ta, tuy hạ giới độ khó rất lớn, nhưng muốn biết chuyện phát sinh trong đó, không có khó khăn như vậy. Tu vi đến cảnh giới như hắn, Linh Tê Đại Đế cũng không dám nói mạnh hơn hắn, một đường đi qua thế giới, lưu chút thủ đoạn có thể biết một ít chuyện, này là rất đơn giản. Này ngược lại cũng phải. Trương Huyền nói, bất tử đế quân, thực lực không bằng hắn, cũng có thể mượn đại đế. Ấn truyền lại tin tức cho Đỗ Thanh Diên, khổng sư học sinh vô số, lại thêm thiên tư hơn người, làm được điểm ấy không khó lắm. Ta không chỉ biết sự tình của ngươi ở Thượng Thương và danh sư đại lục, từng bước một đi tới, so với ta còn muốn chói mắt hơn. Khổng sư vuốt râu, ánh mắt lộ ra nụ cười vui mừng. Trương Huyền không biết, nhất cử nhất động của hắn, thật ra đều ở trong quan sát của mình. Vốn cho rằng chỉ là hiển hách nhất thời, không nghĩ tới giống như lưu tinh, chiếu rọi đại địa, ngắn ngủi hơn 2 năm liền từ danh sư đại lục bay thẳng 9 vạn dặm, thành tựu thần vương, đứng ở trước mặt mình. Đổi lại trước đó, nghĩ cũng không dám nghĩ. Quá khen. Trương Huyền hơi đỏ mặt. Sở dĩ hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy, thật ra thì đều là đạp trên dấu chân của khổng sư. Nếu như không có đối phương khai sáng tiền lệ, sáng chế chức nghiệp danh sư, tu luyện phong thánh giải, muốn đột phá nhanh như vậy, từng bước một đi tới hiện tại, gần như không có khả năng. Không nói lời khách sáo, mục đích ngươi đến, ta rõ ràng. Khổng sư nhìn qua, có phải ngươi đang lo lắng ta và Linh Tê Đại Đế chiến đấu, muốn khuyên can hay không? Vâng, Trương Huyền gật đầu. Ở trước mặt vị này, hắn giống như người trong suốt, giấu không được bất kỳ tâm tư, đã như vậy thì không cần thiết che giấu. Không cần lãng phí công phu, loại tỉ thí này, không thể tránh né, cũng không có cách nào tránh khỏi. Ta tránh không được, ngươi cũng như vậy. Khổng sư lắc đầu. Ta cũng như vậy. Trương Huyền sững sờ. Chỉ là khuyên can bọn họ tỉ thí mà thôi, vì sao lại kéo tới trên người mình? Chẳng lẽ bản thân cũng cần tỉ thí? Khổng sư nhìn qua. Có phải ngươi lĩnh ngộ lực lượng thiên đạo hữu khuyết hay không? VNX 6. Trương Huyền gật đầu. Chuyện này, đối mặt khổng sư không có gì phải giấu giếm. Ta lĩnh ngộ là thiên đạo hữu tự, điểm ấy, chắc hẳn ngươi đã biết. Khổng sư nói. Trương Huyền lại gật đầu. Ở thượng thương đã biết được. Đã không tính là bí mật gì. Bất luận thiên đạo hữu tự, hay thiên đạo hữu khuyết, đều là một bộ. Phận của thiên đạo, thuộc về một chi nhánh trong thiên đạo. Khổng sư ngẩng đầu nhìn về phía không trung ngoài điện, ánh mắt xa xăm. Chẳng lẽ, Lạc Nhược, Linh Tê Đế Tôn cũng nắm giữ một bộ phận thiên đạo? Trong lòng Trương Huyền lục bộp, một ý nghĩ xông ra. Chẳng lẽ cái gọi là không cách nào tránh khỏi, không cách nào ngăn cản, là thiên đạo chi tranh? Thật sự như vậy, cũng có thể giải thích. Vì sao bản thân không có hứng thú với những nữ hài khác, chỉ có Lạc Nhược Hy vừa thấy đã yêu, hơn nữa vì sao đối phương lại biết mình có thư viện. Thiên đạo có cảm ứng lẫn nhau, có lẽ đây mới là nguyên nhân. Hết chương 3876. Chương 3877. Thiên đạo chi tranh. Không sai, giống như người nghĩ, đây là thiên đạo chi tranh. Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, khổng sư thở dài nói. Không có cách nào tránh khỏi, cũng không thể tránh khỏi. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đây là nhất định, không người có thể chạy trốn, cũng không cách nào chạy trốn. Ta thắng, sẽ thành trưởng khống giả mới của thiên đạo, thua, hồn phi phách tán, tất cả. Đều triệt để tiêu tán. Thiên đạo chi tranh. Sắc mặt Trương Huyền tái nhợt. Vậy ta và nàng, nếu như nói là thật, về sau chẳng phải Lạc Nhược Hy sẽ chiến đấu với mình. Đồng dạng tranh thiên mệnh. Chẳng trách thời điểm mình thích nàng, nàng không nguyện ý, thậm chí từ chối, còn tưởng phía sau nàng có bối cảnh lợi hại nào đó, bị gia tộc cản trở, hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện này. Thiên đạo chi tranh, một mất một còn,
Thời điểm ở danh sư đại lục, nhiều lần hỏi thăm thân phận chân thật của nàng, một mực không được trả lời chuẩn xác, cũng không phải nàng không muốn nói. Mà đều là một phần của thiên đạo, một khi mở miệng, nhất định sẽ dẫn tới thiên đạo phản phệ. Làm không cẩn thận, trước thời hạn nhất định phải phân ra sinh tử. Ta thắng, sau này sẽ là ngươi và ta tranh đấu, thua, chính là ngươi và nàng. Đây là mệnh, không cách nào kháng cự. Khổng sư nhàn nhạt nhìn qua. Nói đến sinh tử của mình, giống như nói của người khác, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng. Ngươi nói thiên đạo, là thiên đạo của thần giới. Trương Huyền khó tin. Thật không có cách nào tránh khỏi. Không có cách nào tránh khỏi. Khổng sư lắc đầu. Nhưng thần giới rất bình thường a hát, đồng dạng có thể tu luyện, có thể. Sinh ra vô số cường giả, nếu như thiên đạo thật bị chúng ta phân ra, không phải. Trương Huyền vội vàng mở miệng. Nếu như thiên đạo bị bọn họ chia hết, cần tranh thiên mệnh. Thiên đạo thần giới nên hỗn loạn kinh khủng mới phải, vì sao ổn định như cũ, bình thường. Khổng sư cười khổ. Hơn 40 năm trước đã không bình thường, linh khí suy yếu, vô số giống loài diệt tuyệt, thần linh bị ép chuyển tới nội thành cư trú, không có thần linh chi khí không cách nào đột phá. Tài nguyên tu, luyện thiếu thốn, ngắn ngủi mấy chục năm còn có thể chống đỡ, lại qua trăm năm, ngàn năm, sẽ triệt để hoang vu, sinh mệnh không còn tồn tại. Cái này, Trương Huyền muốn nói lại thôi, nói không ra lời. Đối phương nói là sự thật. Linh khí suy yếu chẳng qua hơn 40 năm, địa phương không người đã xuất hiện hoang vu, vô số thần linh và sinh mệnh bởi vậy tử vong, không biết bao nhiêu tu luyện giả bị tài nguyên hạn chế, thực lực không cách nào tăng lên. Thần giới nội tình dày, thời gian ngắn nhìn không ra cái gì, nhưng 100 năm sau, 500 năm sau, thậm chí 1000 năm sau thì sao? Thiên thần hơn 40 năm trước, sau khi tuổi thọ đi đến cuối cùng, thiên thần mới sinh ra lại có bao nhiêu? Số lượng thiên thần cũng không đáng nhắc tới, chớ nói chi là thần vương phong hào. Nếu thực như thế, sinh mệnh thần giới lại có thể còn lại bao nhiêu? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Chẳng lẽ đây là thiên đạo thiếu hụt tạo thành? Không phải có linh khí thủy triều sao? Nghe nói mỗi lần thủy triều đến, đều có thể đạt được rất nhiều tài nguyên. Trương Huyền nhìn không được nói. Linh khí thủy triều, thực ra chính là thủy triều của linh khí, mỗi 10 năm phát sinh một lần, mỗi lần tới, đều sẽ mang đến vô số tài nguyên, để thực vật ở hoang dã vốn bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, lần nữa tiếp tục kéo dài. Nguyên nhân chính là như vậy, dù Linh Cơ Sơn rất nhiều năm chưa gặp qua linh khí, vẫn có không ít thảm thực vật ngoan cường sinh sống, kéo dài hơi tàn. Nếu so sánh thần giới như một kiến trúc, thiên đạo chính là trụ cột chống đỡ nóc phòng, hiện tại hai trụ cột ở trong tay người ta, nóc phòng sớm muộn gì cũng sẽ không chịu nổi, ầm ầm đổ sập. Khổng sư nói, linh khí thủy triều, như tạm thời dựng cây gậy, dù có thể ngăn cản tốc độ đổ sụp, trên thực tế yếu ớt kinh khủng, không thể duy trì bao lâu. Hơn nữa mỗi lần thủy triều, đều sẽ dẫn tới thần giới dung chuyển, vô số sinh mệnh vì đạt được tài nguyên, không từ thủ đoạn. Nhìn như duy trì thần giới ổn định, trên thực tế lại gia tốc tử vong. Người có biết mỗi lần linh khí thủy triều đến, thần giới sẽ chết đi bao nhiêu thần linh, bao nhiêu thiên thần, bao nhiêu thần vương hay không? Trương Huyền lắc đầu. Loại sự tình này, là cơ mật của thần giới, trước đó nhìn qua thư tịch, chưa bao giờ có ghi chép. Số lượng thần linh, thiên thần đếm không hết, cũng không có cách nào đếm rõ, ta chỉ nói cho người biết, trước linh khí thủy triều. Số lượng thần vương và thần vương phong hào, ngươi sẽ hiểu. Khổng sư nói, lúc ấy cửu thiên tổng cộng có hơn 300 vị thần vương phong hào, hơn 1000 vị thần vương. 300, 1000. Thân thể Trương Huyền chấn động. Thần giới hiện tại, thần vương phong hào chỉ có gần 30 vị, thần vương hơn 100. Nói như vậy, chẳng phải biểu thị toàn bộ thần giới tổn thất 9 phần 10 cường giả đỉnh cao. Cường giả đỉnh phong cũng mất đi nhiều như vậy, thiên thần lại chết bao nhiêu? Thiên đạo thần giới không thể tiếp tục thiếu hụt nữa, nếu như vẫn phân tán ở trên người chúng ta, loại tình huống bi thảm này sẽ tiếp tục, thiên địa sẽ tiếp tục rung chuyển, thần linh cũng không còn ngày lành có thể qua. Ánh mắt Khổng sư lộ ra ý trách trời thương dân. Loại tình cảnh này, tuyệt không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Nhưng vì cứu thế nhân,
phải hy sinh một cái trong các ngươi. Chẳng lẽ, các ngươi không thể cùng duy trì thiên đạo vận chuyển? Trương Huyền nghiến răng. Chẳng lẽ không có phương pháp trung hòa nào? Nếu thiên đạo có thể tách ra, vậy có thể tách ra quản lý hay không? Tự nhiên không thể, thiên đạo tròn trịa như ý, tựa như thái cực, giao hòa liên hợp mới có thể để cho thiên địa vững chắc, không đến mức xuất hiện thay đổi, tách ra thì làm sao trưởng khống? Khổng sư nhìn qua, tựa như thùng gỗ, tất cả ván gỗ không liên hợp, mà đơn độc chứa nước, lại có thể chứa bao nhiêu? Trương Huyền nhớ tới một việc, nghi ngờ nhìn qua. Nếu là đạo lý này, vì sao ban đầu Lạc Nhược Hy ở danh sư đại lục, biết trong tay ta nắm một phần thiên đạo, lại không giết ta? Còn có, Khổng sư ngươi, nếu như bây giờ giết ta, lấy đi bộ phận thiên đạo này, có thể phần thắng lớn hơn một chút không? Tuy nói như vậy tổn thương cảm tình, nhưng mà là sự thật. Nếu quả thật như Khổng sư nói, song phương tranh đoạt, vì thiên đạo, vì giải cứu muôn dân thần giới, vì sao lúc trước không giết? Lúc gặp mặt, mình ở trong mắt đế quân như Lạc Nhược Hy, chẳng qua là sâu kiến hạ giới mà thôi, lại không có tình cảm gì, giết có thể đạt được lực lượng càng cao, cứu nhiều người hơn nữa, khẳng định sẽ đi làm. Không nói nàng, chỉ nói cục diện trước mắt, một khi Khổng sư đạt được thiên đạo thư viện trên người mình, có thể trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng siêu việt Lạc Nhược Hy, đạt được thắng lợi tỷ thí lần này hay không? Trưởng khống thiên đạo nguyên vẹn, làm một thiên mệnh giả chân chính, đối với bất kỳ người nào mà nói, đây đều là hấp dẫn cực lớn, khó mà từ chối. Huống chi đây không phải là vì bản thân sinh tử, mà là vì vô số sinh mệnh của thần giới. Giết ngươi! Khổng sư nhìn qua, than thở một tiếng. Nếu như giết ngươi có thể cứu muôn dân, tội nghiệt lớn hơn nữa ta cũng nguyện ý gánh, đau khổ lớn hơn nữa ta cũng có thể kháng, đáng tiếc không được. Chí ít bây giờ còn chưa được. Hết chương 3877. Chương 3878. Đêm trăng tròn. Vì sao? Trương Huyền không hiểu. Đồng dạng nắm giữ thiên mệnh, chẳng lẽ mình yếu hơn hai người, không xứng bị đoạt xá? Ngươi còn không có đến đế quân cảnh, hơn nữa còn là đế quân giống như chúng ta. Khổng sư nói, chỉ có nắm giữ loại thực lực này, trong cơ thể ẩn chứa thiên đạo, mới coi như triệt để trưởng thành, nếu không, cho dù giành lấy, một mạnh một yếu cũng không thể dung hợp, ngược lại sẽ thôn phệ, cuối cùng dẫn đến âm dương mất cân bằng. Trương Huyền giật mình, nếu như thiên đạo chia làm âm dương hai cực, không có trưởng thành liền dung hợp, rất dễ dàng xuất hiện cục diện âm thịnh dương suy, dương thịnh âm suy, cuối cùng dẫn đến khó mà khống chế, kết quả sẽ càng thêm kinh khủng. Vốn muốn phổ cứu muôn dân, cuối cùng ngược lại có khả năng hại tất cả mọi người. Thần giới, thiên mệnh. Trương Huyền rõ ràng tất cả, cười khổ. Khó trách cuộc tỉ thí này không cách nào trốn tránh, không cách nào ngừng, quả là thế. Đây là vận mệnh của Khổng sư, cũng sẽ là vận mệnh của mình, không có cách nào thay đổi. Thật không có biện pháp khác. Trương Huyền líu díu. Vốn cho rằng nắm giữ thiên đạo thư viện là một loại may mắn, bây giờ mới biết, là một loại trách nhiệm. Những năm này, ta một mực cân nhắc suy tư, phương pháp là có, nhưng có thể thành công hay không lại không biết. Chẳng qua, tình huống của người khác ta, có lẽ đi càng xa hơn ta. Khổng sư cười cười. Đối mặt sinh tử, hắn dường như không thèm để ý chút nào. Đi càng xa hơn. Trương Huyền sửng sốt. Thiên cơ bất khả lộ, nếu không thiên đạo tất nhiên sẽ thay đổi quỹ. Tích vận chuyển, tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi, nhưng ta và Linh Tê Đế Tôn đều sẽ làm việc nên làm, có thể làm đến loại tình trạng nào, là dựa vào chính ngươi. Khổng sư nói, thấy hắn không muốn nói, biết hỏi thăm nhiều hơn nữa cũng vô ích, Trương Huyền nói. Khổng sư lĩnh ngộ là thiên đạo hữu tự, ta lĩnh ngộ là thiên đạo hữu khuyết, không biết Linh Tê Đế Tôn lĩnh ngộ là cái gì. Chuyện này hắn một mực tò mò. Nếu như thiên đạo chia ba phần, đối phương lĩnh ngộ đến cùng là cái gì? Vì sao trước đó bản thân không hề có cảm giác? Ta cũng một mực tò mò, nàng lĩnh ngộ đến cùng là cái gì? Khổng sư lắc đầu. Ngươi cũng không biết. Trương Huyền sững sờ. Lạc Nhược Hy là vì điều tra ngươi, chạy đến danh sư đại lục, hết thảy tất cả, hầu như đều rõ ràng. Người thậm chí ngay cả nàng lĩnh ngộ loại thiên đạo nào cũng không rõ. Vậy tỷ thí đánh như thế nào?
Tới thần giới hơn 40 năm, ta một mực cảm ngộ tự nhiên, lĩnh ngộ thiên đạo. Thiên đạo thần giới dù có sai lầm, lại có thể duy trì vận chuyển, không có triệt để sụp đổ, dường như trong cõi u minh có loại lực lượng nào đó đang bảo vệ sinh mệnh của thần tộc. Khổng sư nói, rất nhiều chuyện, học sinh không thể nói, cùng đại đế khác quan hệ. Cũng không tính hòa thuận, những năm này duy nhất có thể nói, cũng chỉ có vị trước mắt này. Mặc dù tu vi không đủ, lại là đối tượng thổ lộ rất tốt. Ý của ngươi là, loại lực lượng này liên quan đến linh tê đế tôn. Nàng lĩnh ngộ là, thiên đạo hữu hộ. Trương Huyền nhìn qua, mặc dù thiên đạo bất nhân, lại có thể thai nghén muôn dân. Có thể thai nghén, tự nhiên cũng sẽ bảo vệ. Giống như trái đất kiếp trước, dựng dục vô số sinh mệnh, trong đó từ. Trường có thể bảo đảm tầng khí quyển sẽ không bị gió mặt trời chóc ra, cũng bảo vệ sinh mệnh trên trái đất khỏi bị phóng xạ có hại ảnh hưởng. Đây là bảo vệ. Thần giới chắc cũng là như vậy. Không phải. Khổng sư lắc đầu. Nội dung nàng lĩnh ngộ, liên quan đến thiên đạo tự nhiên, cho nên người tự tại thiên mới tôn trọng tự nhiên, tự do tự tại. Còn thiên đạo hữu hộ, cho dù không phải nàng lĩnh ngộ, hẳn cũng có liên quan. Người ý tứ, nàng lĩnh ngộ hai loại thiên đạo khác biệt. Trương Huyền chấn động. Ta cũng không biết, chỉ là suy đoán, cụ thể làm sao, chỉ sợ cần đánh qua mới biết. Khổng sư nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy ngươi có chắc chắn hay không? Không có niềm tin chắc chắn gì, chẳng qua muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Khổng sư nâng đầu lâu lên, trong ánh mắt mang theo tự tin nồng đậm. Cùng nhau đi tới, sáng lập danh sư đường, thông thần điện, lấy sức một người khiêu chiến tám đế, tuyên bố vang vọng thiên hạ, hắn có lòng tin này. Chuyện khó khăn hơn nữa, cũng có thể giải quyết nước chảy thành sông. Cái này, nhìn loại thái độ này của hắn, vẻ mặt Trương Huyền lần nữa trở nên khó coi. Hai người phải có một cái chết. Khổng sư chiến thắng, Lạc Nhược Hy sẽ chết, đây là khó giải. Nhưng nghe xong lời của hắn, cũng rõ ràng, cả hai giao thủ căn bản là không có cách khuyên can, cũng không cách nào ngăn cản. Thiên đạo chi tranh, thiên mệnh chi tranh, ai cũng không thay đổi được. Không cần lo lắng. Nhìn ra hắn khẩn trương, Khổng sư cười cười, đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm thấy trong không khí linh lực không ngừng nhảy nhót, trở nên cuồng bạo kinh khủng, mặt đất cũng xuất hiện chấn động. Hai người bước ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy trăng tròn chẳng biết lúc nào đã lên tới không trung, ánh trăng trong sáng chiếu rọi mặt đất, tựa như hạ xuống một tầng sương bạc. Lão sư, trước đó rất nhiều đệ tử rút lui, tất cả đều đi tới trước cửa, nhìn lão sư, từng cái hốc mắt đỏ hồng. Đêm trăng tròn, thời gian đã tới, quyết chiến sắp bắt đầu. Các ngươi theo ta một đường đi tới, biết bản tính của ta, nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, cho dù không may, chết rồi, cũng không cần đau buồn. Khổng sư nhìn về phía mọi người, vẻ mặt lãnh đạm. Lần này ta đi, nếu không trở về, các ngươi liền lấy Trương Huyền làm thủ lĩnh, có hắn ở đây, các ngươi bình an vô sự. Vâng, chúng đệ tử gật đầu. Ta, ở đây đều là tiền bối của ta, ta khó có thể chịu đựng loại trách nhiệm này. Trương Huyền sợ hết hồn. Nhiễm cầu cổ thánh, tử huyên cổ thánh, bốc thương cổ thánh, khưu ngô cổ thánh. Đây đều là tiền bối của hắn, bản thân đều từng được ân huệ. Trở thành thủ lĩnh của bọn hắn, làm sao có thể? Không cần từ chối, thân có thiên đạo, tự nhiên phải dũng cảm đối mặt trách nhiệm. Khổng sư khoát tay áo. Nhưng thực lực của ta, hiện tại Trương Huyền chẳng qua là thần vương sơ kỳ phổ thông, cách đỉnh phong còn không biết bao xa, chớ nói chi là phong hào. Trước mắt đám người tử huyên cổ thánh đều đạt đến loại cấp bậc này, vượt xa bản thân. Thống lĩnh bọn họ, áp lực không nhỏ a. Thực lực của ngươi chỉ là tạm thời, ngươi đã lĩnh ngộ công pháp vượt qua thiên đạo, siêu thoát chỉ là vấn đề thời gian. Khổng sư cười nhạt một tiếng. Đừng từ chối. Ta nói đây chỉ là tình huống nguy hiểm nhất, khả năng càng lớn là, ta sống trở về, cuối cùng ngươi ta đối quyết. Phải. Trương Huyền nói không ra lời. Nếu là mệnh, chạy trốn không xong, vậy thì yên lặng tiếp nhận, cũng không cần phải chạy trốn. Tỷ thí lập tức bắt đầu, ta cũng không ngừng được, cáo từ. Hô. Nói xong, bàn chân Khổng sư bước ra,
cả người lập tức bay đến trên không, thẳng đến trăng tròn, tiêu sái mà đi. Khổng sư, dẫn ta cùng đi. Trương Huyền vội vàng hô. Chàng đại chiến có 102 này, dính dáng Khổng sư và Lạc Nhược Hy, coi như không thể ngăn cản, cũng muốn đi tận mắt chứng kiến. Bất quá Khổng sư đã hoàn toàn biến mất, dường như không nghe được lời của hắn. Hết chương 3878. Chương 3879. Trên mặt trăng. Trương sư, đế quân chiến đấu, lực lượng cực mạnh, không có đến loại cảnh giới này, tùy tiện đi qua, rất dễ dàng bị lan đến. Tử Uyên cổ thánh mở miệng nói. Trương Huyền gật đầu. Điểm ấy hắn làm sao không biết. Nhưng dính dáng hai người chiến đấu, để hắn ở đây chờ, làm sao có thể. Chờ được. Mặt mũi sốt ruột, muốn đuổi theo, lại phát hiện tốc độ thực sự quá chậm, chờ đi tới chỗ chiến đấu, đoán chừng đã kết thúc. Thiếu gia, ta không tới chậm chứ. Đang tràn đầy sốt ruột, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngay sau đó một thanh niên cười khanh khách đi tới trước mặt. Người tới vừa vặn, dẫn ta đuổi theo Khổng sư. Nhìn thấy người thanh niên này, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, vội vàng nói. Không phải người khác, chính là tiểu hoàng kê ở Thượng Thương củng cố tu vi. Hắn đi tới thần giới chẳng qua hơn nửa ngày, nhưng ở Thượng Thương, lại tiếp cận 2 tháng, tu vi sớm đã triệt để củng cố, lần nữa khôi phục tới đỉnh phong. Đi thôi. Hoàng kê gật đầu, bàn tay vạch một cái, hai người phá không mà đi, thời gian nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Đế quân chiến đấu, bọn họ muốn đi qua nhìn, quá nguy hiểm. Tử Uyên cổ thánh chưa kịp khuyên can, nhịn không được cau mày. Có vị kia bồi tiếp, hẳn là không cần lo lắng. Lạc Thất Thất nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn là ai? Tử Uyên cổ thánh vội vàng nhìn qua, lời mới nói một nửa, đồng tử đột nhiên co rút lại. Chẳng lẽ cũng là đế quân, bất tử đế quân, cửu thiên cửu đế, lão sư cùng rất nhiều vị trong đó tỉ thí qua, bởi vậy đại đế chư thiên hầu như đều biết, nếu như nói còn có chưa thấy qua, chỉ sợ cũng chỉ có vị ở tự tại thiên, cùng với bất tử đế quân. Lạc Thất Thất gật đầu. Bất tử đế quân gọi hắn, thiếu gia. Rất nhiều đệ tử của Khổng môn sững sờ. Trước đó lão sư bảo bọn họ nhận một người như vậy làm thủ lĩnh, phần lớn đều lòng không phục. Tận mắt thấy một vị đại đế gọi thiếu gia, tất cả đều sợ tới mức nói không ra lời. Đế quân mạnh bao nhiêu, bọn hắn biết rất rõ ràng. Để đế quân nhận chủ, đến cùng làm cái gì? Tuy có bất tử đế quân bảo vệ, nhưng đế quân giao chiến vẫn cực kỳ nguy hiểm, coi như Trương sư đi qua, cũng không thể làm cái gì, còn không bằng ở chỗ này chờ kết quả. Bốc Thương cổ thánh nói. Đúng vậy. Ngộ nhớ vị kia của tự tại thiên biết hắn là truyền nhân của lão sư, ra tay với hắn, hoặc bắt uy hiếp, rất dễ dàng quấy nhiễu tiết tấu của lão sư, xuất hiện nguy hiểm không cần thiết. Tử Uyên cổ thánh nói, vị Trương sư này, đi quan chiến không có gì, nhưng ngộ nhớ bị vị kia của tự tại thiên biết, cố ý thả ra lực lượng, hoặc đánh lén, rất dễ dàng để lão sư rơi vào bị động. Các ngươi cả nghĩ quá rồi. Biết mọi người lo lắng. Lạc Thất Thất cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Vị kia của tự tại thiên sẽ không động thủ với hắn. Vì sao? Tử Uyên cổ thánh cao mày, tràn đầy không hiểu. Sinh tử trước mắt, cho dù là đế quân cũng chưa chắc tuân thủ quy tắc. Vị kia vì biết tuyệt học của lão sư, hao tổn tâm cơ đi vào danh sư đại lục, trăm phương ngàn kế như vậy, ngươi làm sao có thể xác định nàng không làm được? Người thắng mới là vương đạo. Mặt khác đều là giả. Đế quân chưa hẳn tuân thủ, nhưng nàng nhất định sẽ tuân thủ, bởi vì... Trên mặt lộ ra đắng chát, Lạc Thất Thất giải thích. Linh Tê Đế Tôn là bạn gái của hắn. Bạn gái. Đám người Tử Uyên cổ thánh, Bốc Thương cổ thánh đều ngốc tại chỗ. Truyền nhân của lão sư, thiếu gia của bất tử đế quân, hiện tại lại là bạn trai của Linh Tê Đế Tôn. Thân phận của Trương Huyền. Có vẻ như một cái dọa người hơn một cái a. Không gian lóe lên, Trương Huyền thấy hoa mắt, đã xuất hiện ở trên một mặt đất bằng phẳng. Vô biên vô hạn, không biết rộng rãi giường nào. Không có một chút linh khí, cũng không có bất kỳ sinh mệnh, thoạt nhìn không có sinh cơ. Đây là đâu? Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Nếu không phải tu vi đạt đến thần vương, chỉ sợ ở trong loại hoàn cảnh này cũng khó mà sống sót.
chớ nói chi là quan chiến. Trên mặt trăng, Tiểu Hoàng Kê nói, mặt trăng, đồng tử Trương Huyền co rụt lại, lúc này mới phát hiện, mặt đất tỏa ra quang mang nhàn nhạt, sao đầy trời, thần giới tựa như màn sân khấu lơ. Lửng ở trước mắt, quả nhiên là trên mặt trăng. Thế mà nháy mắt đi đến nơi này. Tốc độ của cường giả đế quân, quả nhiên nhanh đến đáng sợ. Đưa mắt nhìn lại, đã thấy có người đứng ở cách đó không xa, từng cái tỏa ra khí thức nhàn nhạt, muốn nhìn rõ, lại cảm giác khoảng cách không biết bao xa, dò xét không đến. Linh Lung tiên tử cũng ở trong đó. Tuy không thấy thanh niên chỉ điểm mình kiếm thuật, nhưng lão giả sau lưng hắn lại tới, đứng ở cách đó không xa. Đây là Cửu Thiên Cửu Đế. Trương Huyền giật mình. Có thể đi tới nơi này quan chiến, chỉ sợ đều đạt đến đại đế, cũng chỉ có bọn họ mới có thể nhanh như vậy đi tới nơi này, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách không bị dư âm tổn thương. Còn lão giả kia, có lẽ giống như bản thân, là vị kia ở kiếm lư dùng đại lực lượng đưa tới. Bắt đầu rồi. Tiểu Hoàng Kê không có giải thích, mà mở miệng nói. Trương Huyền ngẩng đầu, quả nhiên thấy ở trên một ngọn núi, hai bóng người ngạo nghễ mà đứng. Một người râu trắng bồng bềnh, trong mắt mang theo trách trời thương dân, một cái khác tóc dài bay lượn, trong lông mi mang theo vắng lặng. Lạc Nhược Hy. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Từ danh sư đại lục tách ra, từng mặc sức tưởng tượng lấy lần nữa gặp mặt, Hoa Tiền Nguyệt Hạ. Cũng nghĩ qua, có thể bởi vì gia tộc không cho phép mà chống lại. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, lại là cảnh tượng như thế. Cùng một người trọng yếu khác trong cuộc đời của hắn sinh tử đấu. Rầm rầm rầm, thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, không trung trước mắt xuất hiện vết rách, vô số lôi đình tùy ý buông xuống, mặt đất cũng không ngừng lay động. Trong từng vết nứt đen như mực, Lạc Nhược Hy và Khổng Sư lơ lửng giữa không trung, mỗi người ra tay. Động tác không nhanh, nhưng mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng để cho người ta khó mà chống lại. Toàn bộ mặt trăng giống như sắp thừa nhận không được, từ không trung rơi xuống. Ở trên mặt trăng chiến đấu, không cách nào mượn năng lực của thiên đạo. Nhìn một hồi, Trương Huyền hiểu được, biết tại sao hai người lại chọn ở chỗ này. Đều trưởng khống thiên đạo, một khi vận dụng, vô cùng có khả năng để thần giới dung chuyển, vô số sinh mệnh tử vong. Đã như vậy, không bằng ở đây. Ai cũng không mượn dùng được lực lượng thiên đạo, chỉ có thể dựa vào thực lực mỗi người. Dư âm chiến đấu tán giật ra, bị Tiểu Hoàng Kê ngăn ở bên ngoài. Nhưng mặt đất không có loại đãi ngộ này, xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, trên mặt trăng vốn không có sinh mệnh, giờ khắc này ở dưới hai cỗ lực lượng trùng kích, trở nên càng thêm rách nát không chịu nổi. Ngươi cảm thấy ai có thể chiến thắng? Nhìn một hồi, biết lấy nhãn lực của mình hiện nay, không có thiên đạo thư viện, căn bản nhìn không ra ảo diệu, Trương Huyền nhìn không được hỏi Tiểu Hoàng Kê. Hết chương 3879. Chương 3880. Sống ra bản thân. Kỳ lạ. Tiểu Hoàng Kê không có trả lời Trương Huyền, mà mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra khó tin. Có gì kỳ quái? Trương Huyền không hiểu. Nếu là sinh tử đấu, hai người khẳng định đều sẽ dùng hết toàn lực, không chết không thôi, nhưng vì sao? Tiểu Hoàng Kê tựa hồ có chút khó tin. Đều có chỗ giữ lại. Có thể hiện tại chỉ là thăm dò, sau đó tìm kiếm cơ hội. Trương Huyền nói. Bất kỳ tỉ thí nào đều là như vậy, trước thăm dò thực lực lẫn nhau, đợi thăm dò được năng lực của đối thủ, lại dùng thủ đoạn mạnh nhất đánh giết. Tuy không muốn nhìn thấy hai người thương tàn, nhưng dính dáng thiên mệnh chi tranh, tỉ thí cũng đã bắt đầu, khẳng định không có đạo lý dừng lại. Mặt đất tiếp tục lay động, không ngừng xuất hiện vết rách, đỉnh núi ở. Dưới lực lượng này trùng kích biến thành bột phấn, bồng bềnh ở trên không trung. May mắn không phải là ở thần giới, nếu không chấn động như vậy, thành thị khổng lồ như U Hồn Hoàng Thành cũng có khả năng đắm chìm, vô số thần linh không cách nào chạy trốn. Thực lực của ngươi, có thể ngăn cản bọn họ chiến đấu hay không? Trương Huyền hỏi. Ta không làm được. Tiểu Hoàng Kê lắc đầu. Sau khi sống lại, dù thực lực tiến bộ một ít, nhưng so với hai người bọn họ, vẫn kém không biết bao xa. Bất luận là Linh Tê Đế Tôn hay Thiên Túng Đại Đế, đều là tồn tại đỉnh phong chân chính của thần giới, không phải đế quân khác có thể so sánh được. Trương Huyền than thở.
Tuy ở sâu trong nội tâm sớm biết kết quả này, nhưng vẫn hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, hiện tại xem ra, kỳ tích quả thực không dễ dàng xuất hiện như vậy. Không nói thực lực của Hoàng Kê không bằng hai người, coi như tương đương lại như thế nào. Hai người chiến đấu không cách nào ngăn cản, ngạnh xông đi tới, ngược lại có khả năng gặp bất trắc. Hô hô hô, không trung xuất hiện từng đạo kiếm mang, Lạc Nhược Hy lấy ra binh khí. Kiếm pháp của nàng yêu mỹ hoa lệ, cho người ta một loại mùi vị quen thuộc, liếc mắt nhìn, Trương Huyền nhíu mày. Vậy mà có mấy điểm tương đồng với thanh niên ở kiếm lư thi triển, có điều thoạt nhìn càng thêm tự do, tự tại, tràn đầy linh tính cùng phiêu dật. Quay đầu nhìn về phía lão giả, chỉ thấy hắn giống như không nhìn ra, mặt không hề cảm xúc. Chỉ sợ Lạc Nhược Hy cũng được vị kia của kiếm lư chỉ điểm. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Vị kia của kiếm lư đến cùng là loại thực lực nào, tu vi của mình thấp, không có khái niệm xác thực, nhưng cùng cấp bậc mình hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ bằng vào điểm ấy, so với Lạc Nhược Hy và Khổng Sư là không hề yếu. Lạc Nhược Hy học tập kiếm thuật của hắn, hơn nữa hòa vào linh hồn của mình, mới có chiêu số hiện tại. Trương Huyền cẩn thận quan sát. Kiếm pháp của Lạc Nhược Hy mang theo bảo vệ, lại có loại khát vọng đối với tự do. Chỉ là bị cái gì trói buộc, không cách nào thả ra nội tâm. Nếu như hoàn toàn tự do, có lẽ sẽ càng cao minh hơn. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Nếu nói tu vi, thực lực của hắn so với hai người chiến đấu, cái gì cũng không tính, nhưng nói tới nghiên cứu và nhãn lực kiếm thuật, lại không kém bọn họ. Lĩnh ngộ kiếm thuật vượt qua thiên đạo, đủ để chứng minh tất cả. Trong kiếm pháp của Lạc Nhược Hy, bảo vệ chiếm tiếp cận chín thành, không có chút sơ hở nào, nhưng ở sâu trong nội tâm nàng, hướng tới lại là tự do tự tại, giữa hai bên mâu thuẫn, dù bị áp chế còn rất nhỏ yếu, nhưng cùng cấp bậc chiến đấu, rất dễ dàng mở rộng, cuối cùng trở thành dây dẫn nổ chí mạng. Hắn có thể nhìn ra, Khổng Sư khẳng định cũng có thể nhìn ra. Trong lòng tràn đầy khẩn trương nhìn sang Vạn Thế Chi Sư, nhìn thấy hắn cũng lấy ra vũ khí. Là một cây gậy, gậy dài kiếm ngắn, nhẹ nhàng đè ép, không gian sẽ vỡ vụn thành lỗ đen. Khổng Sư nhìn ra thiếu hụt cùng sơ hở trong kiếm pháp của nữ hài, một trượng tiếp lấy một trượng, tựa như mưa to, làm cho không người nào có thể ngăn cản và phòng ngự. Trượng pháp thật lợi hại. Trương Huyền sửng sốt. Khổng Sư là Vạn Thế Chi Sư, tuy võ lực hơn người, nhưng hậu nhân hưởng thụ càng nhiều hơn chính là lý giải tu luyện và hệ thống danh sư. Bởi vậy ở trong lòng tất cả hậu bối, là vô cùng nho nhã. Trương Huyền xem ra, cho dù chiến đấu, cũng sẽ phong cách nhẹ nhàng, thấy cảnh này mới hiểu được, cả nghĩ quá rồi. Gậy phát ra tiếng gió gào thét, mỗi một kích đều giống như ẩn chứa một thế giới, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Vậy mà hoàn toàn là bạo lực. Hoàn toàn khác biệt trong ấn tượng. Cũng đúng, chỉ bằng vào nho nhã, làm sao diệt được dị linh tộc. Nhớ lại một đường đi tới, rất nhiều sự tích của Khổng Sư, Trương Huyền dần dần rõ ràng. Hắn đây không phải cuồng bạo, mà là vì chúng sinh, vì người người bình đẳng, người người như rồng mới diễn hóa ra lực lượng. Danh sư đại lục, vì nhân tộc mạnh mẽ, một mình đi vào dị linh tộc, huyên náo long trời lở đất, đánh giết vô số đối thủ. Ở thượng thương sáng lập thông thần điện, loại bỏ vô số cường giả, để nó văn minh tiến bộ một đoạn dài. Bất luận từ điểm nào, Khổng Sư đều cực kỳ đáng sợ. Nhưng cũng rất vô tư. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hữu giáo vô loại. Cả người hắn tựa như là hình thể mâu thuẫn. Thời điểm hung ác sẽ hung ác, thời điểm nhân từ sẽ như gió hóa mưa, để cho người ta hận không thể quỳ xuống bái sư. Hiển nhiên, trượng pháp cũng phù hợp loại tâm cảnh này, thoạt nhìn như mưa to. Trên thực tế lại mang theo ý cảnh trách trời thương dân, tiếp tục nữa, hẳn là chiêu số phải chết, lại bị hắn mạnh mẽ thay đổi. Đây cũng là thiếu hụt. Trương Huyền lắc đầu. Lạc Nhược Hy ngóng trông tự do, Khổng Sư trách trời thương dân, không phải tử địch, không cách nào thống hạ sát thủ. Nói trắng ra, đều là tối kỵ trong sinh tử đấu. Nhưng loại cảm giác này đã hòa vào cốt tủy, lúc này làm ra thay đổi mà nói, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Ta thì sao? Nhìn ra mấu chốt trong chiêu số của hai người, Trương Huyền rơi vào trầm tư. Hắn lĩnh ngộ thiên nhược hữu tình, tình ý kéo dài, trước đó tràn đầy không bỏ cùng không cam lòng với Lạc Nhược Hy,
bởi vậy kiếm pháp vô cùng tinh tế, mang theo tình cảm phong phú. Bất quá ở dưới vị kia chỉ điểm, tâm cảnh có thay đổi. Trọng cảm tình là đúng, nhưng người thân không chỉ có triền miên, còn phải có bảo vệ. Giống như một nam nhân, chỉ làm trượng phu tốt, người cha tốt, mà không cách nào kiếm tiền nuôi gia đình, đồng dạng không cách nào để cho gia đình hài hòa lâu dài. Mặc dù là thiên đạo chi tranh, nhưng nếu như thời khắc này thực lực của ta đạt đến đế quân cảnh, liền có tư cách nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, mà không phải trơ mắt nhìn hai người phải chết một cái. Nếu như ta nắm giữ lực lượng thủ hộ thần giới, bọn họ cũng không cần phải làm như vậy. Từng đạo ý niệm lưu chuyển trong đầu. Tận mắt thấy hai người bọn họ phân sinh tử, đối với hắn cũng là một loại dằn vặt to lớn. Nhưng thực lực không đủ, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Muốn bảo vệ, cũng bảo vệ không được. Ta không thích hợp bảo vệ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, kiếm pháp của vị kia, đối với hắn mà nói không có tác dụng. Trùng sinh một lần, hắn không thích vận mệnh của mình bị người khác chi phối. Từ danh sư đại lục một đường đi tới, gặp được bất cứ chuyện gì, đều không thối lui chút nào, bảo vệ người mình muốn bảo vệ, không bị tổn thương. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới phải bảo vệ thiên hạ. Nội tâm của hắn, không phải bảo vệ, mà là sống ra bản thân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 179.